Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình sẽ lên thêm một video hàng nhập mới nha. Lô này là về lại những cái giống mà rất là hot mà bữa giờ nó hết đó các bạn. Hôm nay là mình về lại được những cái cây rất là đẹp luôn, giống xịn sò. Và đặc biệt là trong lô này là sẽ có sen hàng sale nha các bạn. Hàng mình săn sale được rất là rẻ luôn. Nó giống xịn, vừa xịn và sẽ có những cây rất là rẻ. Đó, các bạn theo dõi nha. Mini game thì vẫn để ở cuối video như thường lệ. Giờ mình sẽ đi chi tiết từng cây cho các bạn xem luôn. Ở đầu tiên là ở đây mình có hồng hoang nha các bạn. Hồng hoang bụi nhiều đầu nè. Cây một gốc nha, đang lên màu đẹp hết rồi. Đó, đây mình có xả sẵn một cây quay gốc cho các bạn xem. Đây gốc phía dưới nha các bạn. Gốc này các bạn nhìn là thấy nó già rồi nha. Không còn non nữa. Gốc nó đã chuyển sang màu kiểu nâu nâu cam cam rồi nè. Cây một gốc nhiều đầu nha, lên màu đẹp. Thường cái cây này á, bình thường hay bán cái lô mà hàng nhập là nó tới 70-80 lận đó, mà cái trong cái lô sale này thì giá nó chỉ có 40.000 một cây thôi nha các bạn. Nó một cây 40.000 một cây mà gốc thụ nhiều đầu đẹp đó, giá coi như là ngang ngửa một cây sang sai chung thôi, trong khi là giống xịn ngon lành. 40.000 một cây hồng hoang nha. Rồi tiếp theo là mình có một cây loại này thì mình không biết chính xác tên nó là gì. Nó kiểu màu lên màu nâu nâu đen đen đó các bạn. Cây hai đầu nha. Bữa giờ cái cây này là mình đã dưỡng lại nó rất là khỏe rồi nè. Màu nó cũng rất là ổn định, nó không bị rớt màu các bạn. Đó. Giá thì cũng rẻ thôi. Cái cây mới loại đẹp như thế này mà có 40.000 cây thôi các bạn. Đó. Trong khi mình đã dưỡng lại rất là khỏe rồi. Dành cho những bạn nào mà thích những cái cây mà màu kiểu sô-cô-la các bạn. Nâu nâu đen đen. 40.000 một cây nha. Tiếp theo là mình có loa kèn trắng nha. Lô này phải nói là rẻ nhất trong tất cả các lô loa kèn trắng mà mình về. Bình thường cái size này là 80.000 một cây đó các bạn. Gần đây nhất mình về một lô là nó 80.000 một cây. Mà đợt này nó rất là rẻ, nó chỉ còn có 40.000 một cây thôi nha. Là coi như là giảm một nửa luôn đó các bạn. Đó, một bụi loa kèn trắng là các bạn thấy này, nó rất là to luôn nha, nó lố chậu ra ngoài luôn nè các bạn. Cây cũng rất là khỏe luôn nha, cây một gốc nha các bạn, một gốc và rất là khỏe luôn, to đẹp. Nó và giá coi như là bao rẻ rồi, 40.000. Lô này là không săn là hơi phí luôn nha các bạn, số lượng thì có hạn thôi. Đó. Rồi tiếp theo là mình có sen đá bò thụ nha các bạn. Bữa nay mình về mấy cây coi như là rất là rẻ nè. Cây này thì giá nó cũng 40.000 thôi các bạn. Ở trong khi đây một cái cây bò mà gốc thụ nha, không biết nuôi là bao năm mới lên được cái gốc như thế này. Mặc dù cái cây thì cái size cây thì nó khoảng tầm 9 cm các bạn, nó không phải là quá to, tầm size chung, nhưng mà cái gốc thì coi như là bao đã rồi, bao thụ rồi. Đó. Màu lên cũng đang đẹp rồi nha. Giá chỉ 40.000 một cây thôi. Là coi như cái bò này nó cũng là thuộc dạng rẻ nhất từ trước tới giờ rồi đó. Tiếp theo bên đây là mình có sỏi tím nha. Đó, sỏi tím đợt này cái cây nó cũng kiểu cao to đó các bạn. Đó, một cái cây này. Đây, cây này lá cũng mập mạp hết rồi nha. Nhiều, đang đẻ nhiều nhánh đó các bạn. Đó, mấy cái cây mà kiểu như này nó đang đẻ quá trời nhánh luôn nè. Cây xịn mà hôm nay nó cũng rẻ, coi như là cái sợi tím này là rẻ nhất trong cái lô lần này rồi, 30.000 một cây nha. Đó, một cây sen đá sợi tím, bạn nào thích chơi cái dòng sỏi này thì có thể thử này, bữa nay nó rẻ rồi, tha hồ mà thử luôn. Rồi tiếp theo là mình có sỏi hồng. Nó sỏi hồng thì nó vẫn sẽ cao hơn những cái cây còn lại nha. Nó mấy cái giống to to này thì nó cũng sẽ hơi cao một xíu. À, một cây cái sỏi hồng bụi này có giá 150.000 nha các bạn, bụi nhiều đầu á. Đợt này mình về cái lô mà nó cũng to hơn những cái đợt trước nữa. Đợt trước mình hay về cái lô 80-90 đó các bạn. Đợt này thì mình về được cái size 150.000 một cây nha. Cây một gốc nha các bạn. Màu thì nó lên cũng đẹp hết rồi, lá mập mạp này nha. 150.000 một cây sỏi hồng, số lượng không có nhiều đó các bạn. Mấy cây mà to to thì nó tầm mười mấy chậu thôi. Đó, như bên đây cũng vậy nè, AL nữ hoàng là đợt này mình về coi như là màu đã hết rồi nha.
lô này khỏe luôn đó các bạn, nên là mình đăng cho các bạn xem, chứ bình thường mình phải dưỡng lại hết vài tháng đấy. Lô này về nhanh nè, đẹp nè, cây nhiều đầu màu lên là cũng đã rồi. Đây gốc nè, các bạn thấy gốc chưa, một gốc nha, một gốc nhiều đầu và gốc rất là già. Mấy cây này thì một lô về nó không có nhiều các bạn, và nó hết rất là nhanh. Như cái cây ai nữ hoàng này mình đăng lên chưa tới một ngày là nó đã hết rồi. Đó. 250 một cây nha các bạn, cũng bằng những đợt trước thôi. Đó. Rồi bên đây là mình có một giống cũng mới nha các bạn, cũng không phải là chắc nhiều bạn cũng biết rồi. Cái cây này thì là bắp cải các bạn, nhưng mà được cải là nó lai với thịt bò các bạn, nên là trên lá nó sẽ có những cái u kiểu cây bò như này. Đó, nó lai mới đó. Và đặc biệt cái là cây này gốc thụ nha, rớt mất cái chậu. Gốc thụ này các bạn, gốc rất là già to nha các bạn, nhìn so sánh với cái ngón cái của mình là chắc nó phải gấp 3 4 lần cái ngón cái của mình. Đó. Gốc rất già, cây thụ nha. Giá nó cũng rẻ các bạn, 220 một cây thôi. Thường cái cây sen bình thường không có đột biến kiểu như này á, thì nó cũng đã 200 mấy rồi, trong khi là đây là một cây thụ mà giống cũng gọi là mới ra đó các bạn, lai ra đấy, 220 một cây nha. Đó, mấy cây này rất là đẹp luôn. Này gốc này quá đã luôn nè các bạn, gốc rất là to nha, 220 một cây cải bò đi. Rồi bên đây là mình về lại cái cây cà rét cam này các bạn, cà rét cam mới nè. Coi như cái cây này là video trước mình về đăng lên là chỉ 30 phút sau là hết cái lô này rồi các bạn, nên là nay phải cho về ngay một lô mới. Nhiều bạn là vẫn còn đang dặn cái cây này mà có một số bạn mình quên á, mình tin nhắn bị trôi mất nên là chưa biết là ai dặn, nên là các bạn thấy thì inbox lại mình nha. Đó, cây thì kiểu một mảng như này các bạn, đa số mấy cây này là nó mảng bự không à. Đó, những cây mà red này đa số là nó một mảng rất là bự, có vài cây thì nó tách mảng thôi chứ còn đa số là mảng đẹp hết rồi đấy. Đó. Giá thì bằng được chứ thôi các bạn, 180 cây nha. Cây này dự tính cũng hết rất là nhanh đây, số lượng không quá nhiều. Nó thường mấy cây mà to to như thế này là nó ít lắm các bạn, nó có tầm chục chậu hoặc là hơn chục chậu thôi, nên là chia mỗi người một cây là nó hết mất tiêu rồi. Đó. Còn bên đây là cây nhung đỏ crest nha, bữa nay mình về cái size to hơn được chút một xíu, nói to hơn một xíu, to hơn gấp đôi ấy. Gấp đôi gấp ba luôn các bạn. Đợt trước mình về cái cây nhỏ 80, nhưng mà đợt này về cái cây bự, cây này có giá là 150 nha, 150 một cây. Bữa nay thì nó cũng nhiều cái mảng hơn các bạn, cái loại nhung đỏ này thì kiếm một mảng nó khó lắm, đa số là nó sẽ tách mảng không à. Nhưng mà được cái đợt này mảng nó cũng to này, có mấy cây có cả mặt hoa này các bạn, nên giá 150 một cây thôi nha, nhung đỏ cà rét. Rồi còn qua bên đây là xiên thịt nha, nay mình về lại thêm một lô xiên thịt nữa, mà cái lô này thì mình về mình bán gần hết rồi các bạn, về 20 mấy chậu á, mà nay mình xếp lên là còn thiếu chỗ, không đủ cây để mà xếp lên cho nó đủ chỗ rồi nè. Đó, mấy cái cây này nay về mình bán rất là nhanh nè. Xiên thịt thì giá bằng đợt dưới thôi các bạn, 80.000 một cây nha. Nó còn những cây ở đây thôi, khoảng được 10 mấy chậu á, 80.000 một chậu xiên thịt. Không biết đợt này trời thương hay sao mình đăng lên mấy cây bữa nay là rất là nhiều bạn mua, nên là nó hết nhanh nữa các bạn, nên là những bạn nào mà mua sâu không kịp thì có thể theo dõi kênh của mình sẽ cho về những cái cây nào mà hết nhanh đó là mình cho về ngay luôn các bạn, thì khoảng tầm chắc 1 tuần đổ lại thôi là sẽ có lô mới về rồi, nên là các bạn mua không kịp thì có thể theo dõi kênh để mua ở những video sau nha. Đó, những cái cây xịn như thế này này nó hết rất là nhanh đó. Rồi tiếp theo là mình có mặt trời đục biển nha các bạn, về thêm một lô mới ở đây. Đó. Cây một gốc nha, bữa mình có quay cái cây lên màu cho các bạn xem nữa. Tầm tối nay mình sẽ đăng cái video mà quay cái quá trình lên màu của cây mặt trời, từ cái cây
màu chưa có màu lên màu xuất sắc các bạn. Mình đăng trên fanpage với lại TikTok nha. Các bạn có thể theo dõi hai kênh này để xem cái video mà mặt trời lên màu, mặt trời đột biến lên màu này. Đó. TikTok là sen đá da nghỉ luôn các bạn, còn fanpage cũng là sen đá da nghỉ luôn. Cái mặt trời này thì cũng bằng giá đợt trước nha các bạn, 80.000 một cây. Đó, mặt trời đột biến. Rồi bên đây là về lại cái cây như bèo đột biến này các bạn, bèo hay cải gì á, không biết chính xác nữa nhưng mà có tên khoa học đó, mình sẽ để phía bên dưới nha. Cây này thì gốc nó cũng già rồi các bạn. Mấy này đây, cây này có thấy cái gốc sơ sơ phía trong này, gốc này to đấy. Cây cũng bự nha các bạn, cây này nó phải tầm 14-15 cm đấy. Cây đột biến này đợt trước về cũng hết rồi, nay mình về lô mới nha, giá thì bằng đợt trước thôi, 100.000 một chậu. Một cây vạc rất là đẹp. Cây này như nó lên màu hồng hồng rồi các bạn. Hiện tại thì mình thấy nó mới vàng thôi, chưa lên màu hồng. 100.000 một chậu nha. Rồi qua bên đây là thêm một giống cải mới này. Chỉ có cải cúc. Nhìn cái cây cái form này nó như kiểu bông cúc đó các bạn. Và form nó cũng bự nữa. Cây này thì hiện tại nó đang khoảng 14 cm á, 13-14 cm. Và các bạn thấy là nó đang cúp lại này. Khi mình trồng nó thì nó sẽ bung ra nữa nha, nó sẽ to hơn nữa. Đó, và hiện tại thì cây nó đang khỏe đẹp rồi nha. Giá thì 80.000 một cây thôi. Nó thường mấy cây giống mới này đa số là 80.000 một cây. Mấy cây kiểu mới mới hầu như là giá nó sẽ rơi vào khoảng 80.000 một cây. Nhưng mà được cái là cái lô cải này nó sẽ size nó to hơn bình thường các bạn. Size nó sẽ to hơn những cái giống khác. Còn ở đây là giống coi như là kiểu xịn sò nhất cái video lần này các bạn. Đây là một lô mon nha các bạn. Mon nhưng mà là hàng nguyên bản không lai nha. Đó, dành cho những bạn nào mà thích những cái cây mà coi như là rất là đẹp và không bị lai tạp. Đó. Mon thì bữa nay nó lai ra nhiều rồi các bạn. Đó. Và chỉ có những cái cây mà hàng coi như là nguyên bản như thế này màu nó lên xuất sắc này các bạn thấy không? Đang lên màu kiểu cam đỏ rồi nè, hồng cam đỏ, nó lên những cái màu rất là đã luôn. Thì cái màu này là ai cũng thích luôn các bạn. Những cái cây mon này đợt trước nó rất là mắc các bạn, 500-600.000 một cây. Đợt này thì coi như là rẻ nhiều rồi đó. Một cây mon này thì có giá là 250.000 nha các bạn. Coi như là thuộc dạng rẻ nhất từ trước tới nay của cái cây mà mon hàng nguyên bản này rồi đó. Form lá là coi như là cúp đều đẹp rồi nha, mập mạp luôn nha các bạn. Mình lô này về được 24 cây á, chắc không biết là có về được nữa không thì mình sẽ xem tình hình sau. Đó. Còn hiện tại thì lô này mình chỉ có 24 cây ở đây thôi. Nếu bạn nào thích chơi cái hàng nguyên bản thì có thể săn mon trong cái lô lần này nha, 250.000 một cây. Rồi cuối cùng ở đây là mình sẽ có một combo cho mọi người chơi nè. Nãy giờ lúc đầu mình quay những cái cây mà giá rẻ rồi, nay mình bán thêm cái combo giá còn rẻ hơn nữa nha. Đã rẻ ra là còn rẻ hơn nữa cho các bạn nào thích những cây mà vừa đẹp vừa rẻ như này. Đó, như là cây hồng hoang, ở đây có cây hồng hoang này. Cây này nãy 40.000 á. Đây có một cây mon này, cây này mon lai rồi nha các bạn. Nó nên màu nó sẽ không được như cái cây bên này. Cây này thì nó rẻ thôi đó, vì nó lai nên nó rẻ, 60.000 một cây mon hai đầu nha. Nó như nó mấy cây 40.000 lúc nãy mình quay này. Đó. Ở đây là combo gồm có 10 cây khác nhau nha các bạn, 10 cây khác nhau. Và khi các bạn mua lẻ cái combo này thì tính ra là nó khoảng 450 các bạn, là cả phí vận chuyển là khoảng 450. Mà khi các bạn mua cái combo này ấy, thì mình sẽ giảm nó còn 350 và miễn phí vận chuyển nha các bạn. Đó là các bạn mua là coi như là rất là rẻ, không rẻ được 100.000 á. Và đây là combo 10 cây nha, mình sẽ tặng thêm một cây đế ngẫu nhiên nữa nha các bạn. Có những cây đế ngẫu nhiên này đợt trước mình bán 30.000 một cây này. Đợt này là mình sẽ tặng thêm một cây trong cái vô cái combo này nữa. Đó là sẽ có 11 cây trong một combo nha. 11 cây và giá là 350 miễn phí vận chuyển. Đó.
Mấy cây này coi như là khi các bạn mua combo là rẻ thêm được 10.000 một cây nữa rồi đấy. Combo số lượng không có nhiều đâu các bạn. Rồi, ở video này là mình đã quay hết các mẫu cho mọi người xem rồi. Các bạn đặt hàng thì cứ liên hệ vào Facebook, Zalo hoặc là số điện thoại phía bên dưới nha. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những mẫu sen đá mới lạ và rất là rẻ như nãy giờ mình quay đó các bạn thấy không. Mini game thì các bạn đọc và làm theo hướng dẫn là được nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn những video lần sau. Xin chào.